Vâng, hello, em chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV. Và tiếp tục cập nhật thông tin và diễn biến mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2023. Tiếp tục sẽ là diễn biến mới nhất việc giải cứu Hạo Nam ở độ sâu 35m. Đặc biệt nhất là quý vị khán giả đặc biệt quan tâm là khi nào giải cứu được Hạo Nam lên trên mặt đất và khi nào thì ba trụ bê tông mới được đưa lên. Nên là tất cả quý vị và các bạn sẽ theo dõi video mới nhất ngày hôm nay thì sẽ có thông tin chi tiết. Đầu tiên thì hiện tại ở hiện trường thì đã có tất cả các thiết bị để hỗ trợ đưa trụ bê tông lên. Và theo thông tin mới nhất vào buổi sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 1, dự kiến trong ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ đưa được trụ bê tông lên. Đó, đây là một thông tin khá là vui. Bởi vì tất cả các khâu chuẩn bị ở tại hiện trường cũng như là hiện tại thì do địa hình, địa chất cũng như là do trời mưa kéo dài ha. Nên là công tác cứu hộ thì có thể nói là vẫn đang ở gấp rút ngày đêm. Ngày và đêm được chia thành rất nhiều ca để có thể là liên tục đưa được đất ở phía dưới đưa lên bên trên. Và dự kiến thì trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì sẽ đưa được trụ bê tông lên. Đó, đây là cái thông tin rất là vui quý vị nha. Búa rung 180kW và cẩu 80 tấn đã được đến hiện trường. Và trong 2 ngày tới, ha, 1 hoặc 2 ngày tới thì sẽ dự kiến thì sẽ đưa được ống bê tông lên. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn liên tục được thực hiện. Và tại hiện trường thì công tác cứu hộ cứu nạn thì vẫn đang gấp rút thi công. Hiện tại thì đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 đến 1 mét, ống vách đường kính 1 mét và 2 mét và gầu cạp đất thì đã được làm việc liên tục và đã được chuyển đến hiện trường rồi. Và đây là các thiết bị thi công mà tỉnh Đồng Tháp tăng cường cho công tác nhổ trụ bê tông và bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở đây là bị kẹt ở độ sâu 35 mét. Và lý giải ở đây vì sao mà cái sự việc này lại kéo dài như vậy? Thì theo như cái thông tin mới nhất ý, là từ tỉnh Đồng Tháp cho biết là cái đơn vị cứu hộ cứu nạn ấy là muốn giữ nguyên cái thi thể của Hạo Nam đưa lên trên mặt đất. Đó, nên là mới cái sự việc kéo dài như vậy. Và em cũng muốn giải thích với tất cả quý vị và các bạn thêm một cái sự việc như thế này. Là lý do vì sao mà cái sự việc đã trải qua hiện tại là 12 ngày rồi. Bởi vì đã trải qua từ ngày 31 tháng 12 đến hôm nay là ngày 11 của tháng 1 năm 2023. Thì trải qua đây là 12 ngày, 11 đêm. Đó, và hiện tại thì đã có thông tin chính thức là 1-2 ngày tới thôi thì sẽ đưa được trụ bê tông lên. Nhưng mà lý do vì sao lại kéo dài như vậy? Thứ nhất là địa chất ở đây với lại ở cái cánh khu vực đồng ruộng và bờ kênh, địa chất ở đây là đất sét kèm với lại là di chuyển các máy móc thiết bị lớn lên đây rất là khó. Cái thứ hai là đầu tiên ý, là bên cứu hộ cứu nạn là muốn đưa thi thể của Hạo Nam lên nên là tính toán các phương án là sẽ khoan xung quanh bên cặp để nhấc cái trụ lên, nhưng mà lý do ở đây là không thể nhấc trụ lên được. Có rất nhiều quý vị khán giả cũng có đưa ra cái lời bình luận góp ý là sẽ khoan ở đầu cặp và nhấc một lần ba trụ lên, nhưng nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là sẽ không thể nào nhấc lên được, bởi vì đây là cái phương án mà đã được tính toán và đã thử. Bởi vì ở đây là các đầu nối các cặp ấy, khi mà ép xuống ấy thì nó có đầu nối nhưng mà không thể nào mà chịu được cái lực, tất cả trụ bê tông nằm trên cái lực ma sát ở trên cái đầu nối đó không thể nào kéo trụ lên. Nên cái phương án ở đây là sẽ giữ nguyên được cái thi thể, mà nếu mà như vậy thì bắt buộc là sẽ phải khoan xuống tận bên dưới và múc đất xung quanh lên. Quý vị và các bạn cũng có nói rằng là sẽ khoan xung quanh cột bê tông để giảm cái độ ma sát đó, làm sốt đất và kéo lên. Nhưng mà em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng ở đây là độ sâu 35m và ba cặp chứ không phải là một cặp mà 35m, nên là cái việc mà kéo lên thì không thể nào có phương pháp nào khác ngoài là sẽ dùng cái ống thép vách ở đây là 1,6m để khoan xuống tận đáy. Và khi mà khoan hết cái lớp bên ngoài á, sẽ múc đất ở bên trong. Múc đất ở bên trong thì sẽ cắt ha, cái vị trí nối đó sẽ cắt đưa từng trụ lên. Đó, đây là cái phương án có thể nói là khả thi nhất. Và cũng chính vì cái lý do này là bên cứu hộ cứu nạn là muốn giữ nguyên thi thể. Nhiều người nói là sẽ bơm nước xuống hay là có phương pháp nào đó để dùng cái kẹp. Thứ nhất là dùng cái kẹp sắt ha, giống như kiểu cái lưới chùm đó, để đưa xuống bên dưới ống để đưa thi thể lên. Đấy là cái giải pháp ở đây là bên cứu hộ cứu nạn là muốn giữ nguyên hình nguyên vẹn thi thể. Còn nếu như quý vị và các bạn nói rằng là dùng cái giọ sắt để lấy xuống hay là dùng nước áp lực cao để bơm lên thì nó sẽ tan tành hết. Bây giờ đã trải qua 12 ngày rồi, em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là thi thể đã phân hủy. Đó, nên là bây giờ là kể cả em nói với mọi người là ở trên mặt đất thôi là đã phân hủy rồi, chứ đừng nói là ở độ sâu 35m dưới lòng đất. Ở dưới đó thì quý vị thử nghĩ xem, bùn đất ở dưới đó chắc chắn cái độ phân hủy sẽ nhanh hơn nhiều so với ở trên mặt đất ha.
Nên là hiện nay công tác cứu hộ này vẫn phải là duy nhất để có thể là khoan hết đất bên trong ra, để có thể là đưa được cái xác lên, là bắt buộc phải đưa trụ bê tông lên mặt đất. Nên là trong thông tin mới nhất ngày hôm nay á, thì là trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai thôi thì sẽ đưa trụ lên. Đây là một thông tin rất là khả thi ha. Đó, tiếp tục diễn biến. Hiện nay thì tất cả các máy móc thiết bị đã đưa đến hiện trường rồi, và trong hôm nay thì sẽ đưa từng trụ bê tông lên ha, trong hôm nay và ngày mai. Cặp ống bê tông mới được kéo lên, ông là Tân Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết. Tiếp theo là ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết là tổ trưởng tổ phối hợp cứu nạn công trình cầu Dòng Sen cho biết là từ tối mùng 9 đến ngày hôm nay là khu vực công trường hiện tại cũng vẫn có mưa, làm cho công tác cứu hộ hiện tại thì rất khó khăn rồi, nhưng mà gặp mưa gió thì đã khó khăn hơn. Và hiện tại thì đất đã liên tục được kéo lên đó, và những cái khâu hoạt động hiện nay vẫn làm việc liên tục. Và thêm vào đó, hiện tại thì ở cái độ sâu á, mà càng xuống càng sâu thì địa chất lại càng khó khăn, việc bút đất lên rất là khó. Cũng như thông tin mới nhất chúng ta đã biết rằng là những cái vách ngăn hai bên để tránh đất đưa xuống ấy, và tiếp tục là múc đất ở bên trong ra, và khi nào múc đến cái độ sâu cuối cùng thì lúc đó thì mới có thể là thành công được. Và hiện tại thì cẩu 80 tấn cũng như là đóng vách ngăn, dùng búa lên đất và làm nhuyễn đất ở bên cọc nhồi cũng đã được gấp rút được đưa lên. Những cái hình ảnh ở tại hiện trường hiện nay thì đang gấp rút quý vị nha. Những cái ống thép lớn di chuyển đến hiện trường, đóng xuống sâu phía dưới. Đây, ống kính, ống đường kính 1m, 1m6 ha, là vách, cái vách thép ấy, đóng xung quanh và để đưa được đất lên. Hiện nay chúng ta đã biết rằng là đã rất nhiều ngày trôi qua, thì cái việc mà nỗ lực nhất để có thể đưa trụ bê tông lên đang gấp rút hàng ngày. Nên chúng ta có thể thấy rằng là mưa lớn kéo dài kèm theo ở đây là địa chất, ở đây là rất là khó để di chuyển những cái thiết bị máy móc đến. Nhưng mà khi mà đã đưa đến được rồi á, rất nhiều những cái phương án được thay đổi. Thì khi đến hiện trường rồi, bây giờ đang gấp rút, và có thể đó là trong hôm nay và ngày mai thì sẽ đưa được những từ trụ bê tông lên. Khi mà đã đưa được một trụ lên rồi ấy, ha, thì những cái trụ sau đó thì sẽ dễ hơn. Bởi vì là theo thông tin mới thì cái lượt vách mà khoan xuống đã được tầm 20-30 mét rồi. Đó, khoan từng phía một, rồi là đất ở bên trong thì sẽ được lấy ra liên tục bằng cái gầu múc đất. Đây cũng là một cái thông tin mà rất nhiều người quan tâm, là không biết là cái việc là đưa lên thì sẽ dùng bằng cách nào, cũng như là cái việc là tại sao ở cái độ sâu như vậy thôi mà lại không thể đưa được cái trụ bê tông lên. Đây cũng là một cái điều mà mọi người đang rất là trăn trở ha. Nhưng mà theo thông tin của ngày hôm nay thì trong hôm nay hoặc chiều nay hoặc ngày mai thì sẽ đưa lên rồi, rất là gấp rút để có thể là đưa Hạo Nam trở về với gia đình. Và mẹ Hạo Nam có nói rằng là gấp rút đưa về, chứ ở dưới đó thì Hạo Nam sẽ lạnh lắm. Quý vị tưởng tượng coi, 11 đêm rồi đó, là ở cái dưới độ sâu, ở dưới độ sâu ở đây là 35 mét, thì quý vị tự nghĩ xem có lạnh lẽo không. Gia đình hiện tại thì cũng có thể nó là bất lực và vẫn chờ đợi. Theo hình ảnh từ hiện trường thì với một cái ống vách thép như vậy mà đóng độ sâu là 18 mét ha, và tiếp tục thì khi mà múc đất xong thì sẽ dùng búa rung, có thể là cẩu cái phần trụ bê tông lên. Hiện nay thì tất cả các khâu đã được gấp rút. Ông là Tấn Điểm cũng cho biết thêm là hiện tại công tác cứu hộ thì vẫn đang được liên tục, và cái trụ bê tông đầu tiên dự tính ha sẽ lên ngày hôm nay. Nhưng mà bởi vì quý vị các bạn biết là có 3 trụ bê tông cơ, chứ không phải 1 trụ. Tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết là đã bố trí lực lượng cứu hộ thành 4 ca, mỗi ca 6 giờ để làm việc tại hiện trường. Việc chia ca làm việc thì đảm bảo sức khỏe. Về tiến độ cứu hộ thì cơ quan chức năng cũng cho biết thêm, hiện tại thì đã đóng xong cái phần là khung ván thép vào ngoài, giữ ổn định cái thiết bị thi công. Và đội thi công hiện tại đã lắp xong 3/5 tầng khung chống, đồng thời đã lắp được 2 phía vách rồi, có nghĩa là múc đất xung quanh được rồi. Và bây giờ thì cái công tác để chuẩn bị đưa trụ bê tông lên đó sẽ dễ hơn. Về khó khăn ha, về việc cứu hộ thì ông Biểu cho biết thêm là làm việc xuyên ngày đêm những cái nơi mà gọi là do địa chất trên công trình có tầng đất sét cứng, các bên sâu 35 mét, đồng thời hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng. Đây là những cản trở khó khăn, nhưng mà cũng không thể nào mà gọi là ngăn cản được ý chí đó. Bên cứu hộ cứu nạn vẫn cố gắng để có thể đưa từng trụ lên. Cũng thông tin cho chúng ta được biết rằng là cái việc ép cọc xuống ấy đó thì cái lực ở đây rất là lớn, nhưng mà khi đưa lên ấy thì sẽ không thể nào mà kéo lên được, bởi vì kéo lên sẽ gãy cọc, mà gãy cọc thì sẽ làm biến dạng thi thể. Thưa quý vị, nên là muốn đưa được cái thi thể lành lặn lên thì bắt buộc là phải khoan và giảm lực ma sát trực tiếp thì mới đưa được trụ lên. Còn cái việc là đấu nối thì cái lực ở đầu trụ bê tông cố gắng mối nối thì làm sao mà định chịu đủ lực để đưa trụ bê tông lên thì chắc chắn là sẽ gãy. Bởi vì là quý vị các bạn biết là đầu tiên ý, cái phương pháp
là để nhanh nhất có thể đưa trụ bê tông lên và để giải cứu theo thời gian. Đó nó khác. Còn câu chuyện ở đây là khi mà đưa trụ bê tông là có thi thể lên, vẫn phải chạy đua theo thời gian. Tuy là nó không gấp rút bằng lúc đầu. Lúc đầu ấy là đưa trụ bê tông lên để giải cứu Hạo Nam là vẫn còn. Nguy cơ ở đây là chúng ta rất mong manh có phép màu là cháu vẫn còn, có thể nói là sinh tồn ở dưới đó. Nhưng mà khi mà ngày mùng 4 nó kết thúc là chúng ta đã chuyển sang phương án là đưa xác lên, thì nó sẽ không phải là như chạy đua như lúc đầu nữa ha. Nên là cái phương án đây vẫn là đưa nguyên trụ, chứ không phải như mọi người nghĩ rằng đơn giản là kéo một cái từ đầu cặp kéo lên đâu. Bởi cái lực ép cũng là lực ma sát xung quanh cặp, chỉ cần kéo lên một cái là gãy ngay. Nên là tại sao cái khâu ở đây đưa trụ lên nó lại khó như vậy? Đó, không phải đơn giản đâu. Còn cái việc là dùng cái khoan guồng xoắn để khoan cũng không được, bởi vì khoan ở đây chỉ cần khoan một bên thôi, lực nó đang đều mà, lực ở đây là từ bốn phía ép đều cái cặp xuống, vừa giữ vừa chặn. Chúng ta chỉ cần khoan một bên mà khi kéo lên thì sẽ bị gãy cái bên mà hỏng ra ngay, bởi vì lực đang ép đều mà. Khi chúng ta khoan một bên mà không khoan đều thì sẽ bị gãy cặp. Nên là cái phương án đây là dùng cái ván thép để đưa xuống bên dưới là hết sức hợp lý. Và trong ngày hôm nay ha, trưa hoặc chiều nay thì sẽ có thông tin mới nhất đưa từng cặp trụ lên. Đó, nên là rất mong quý vị các bạn sẽ theo dõi thông tin mới nhất. Em sẽ liên tục cập nhật thông tin về việc đưa trụ bê tông đầu tiên lên. Đó, trong hôm nay thôi. Nên là mọi người có thể chờ đợi ha. Em cũng sẽ cố gắng rằng là sẽ cập nhật cái thông tin, truyền tải cho tất cả mọi người những diễn biến mới nhất tại hiện trường. Hiện tại hiện trường thì đang khó khăn trong việc là đưa được trụ bê tông đầu tiên lên, bởi vì cái khó khăn nhất hiện tại thì vẫn là trụ đầu tiên. Tất cả các máy móc thiết bị đã có tại hiện trường rồi. Hôm nay thì đã có cái cẩu 80 tấn búa rung. Đó, gầu múc đất chuyên dụng đã được chở đến từ ngày hôm qua rồi. Và hôm nay đã múc đất, gầu đất đã được cạp lên. Đó, về việc là tất cả cái các khâu đã được chuẩn bị xong hết rồi và đã thi hành được một phần nào đó rất lớn rồi. Đó, chúng ta sẽ đợi chờ thông tin mới của ngày hôm nay là sẽ đưa trụ lên quý vị nha. Video này xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn theo dõi hết. Quý vị và các bạn cũng đừng quên để lại những lời bình luận tích cực bên dưới video này để em có thêm động lực ra thêm nhiều clip mới, cập nhật tin mới cho tất cả quý vị và các bạn. Chào tất cả mọi người nha.